Chúng ta xong phần thứ hai, đó là ý nghĩa hình học và ý nghĩa vật lý của đạo hàm. Phần đầu tiên của phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa hình học của đạo hàm. Để hiểu về ý nghĩa hình học của đạo hàm thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tiếp tuyến của đường cong phẳng. Khái niệm về tiếp tuyến chúng ta đã học khi học về đường tròn rồi. Tiếp tuyến của đường tròn là một đường thẳng mà nó chỉ giao với đường tròn tại duy nhất một điểm. Nhưng ở đây chúng ta xét tiếp tuyến của một đường cong phẳng bất kỳ. Các em hãy quan sát hình vẽ ở đây. Thấy có một đường cong thì hình dấu màu xanh là cây ở đây. Và trên này, thầy lấy cố định một điểm M, M0. Trên đường cong thầy lấy một điểm M khác, điểm M này chạy trên đường cong này. Vậy thì khi điểm M không trùng với điểm M0 thì đường thẳng M0M này chính là gì? Nó chính là một cắt tuyến của đồ thị hàm số hay là đường cong màu xanh ở đây. Vậy thì nếu như thầy cho điểm M này di chuyển rất là gần với điểm M thì sao? Nếu như điểm M này thầy di chuyển về rất là gần với điểm M0 thì hình chúng ta nhận được, chúng ta gọi nó là tiếp tuyến của đường cong màu xanh là cây ở đây tại điểm M0. Các em hãy quan sát lại. Điểm M thầy di chuyển dần dần rất là gần về M0. Thì các tuyến M0M của chúng ta sẽ dần chuyển thành tiếp tuyến M0T. Như vậy thì các em có thể hình dung được thế nào là tiếp tuyến của đường cong phẳng rồi. Nói một cách nôm na, nó chính là giới hạn của các tuyến M0M khi M dần về đến vị trí của M0. Tiếp tuyến của một đường tròn thì nó chỉ giao với đường tròn đó tại một điểm duy nhất. Nhưng mà tiếp tuyến của đường cong phẳng bất kỳ thì nó có thể giao với đường cong đó tại nhiều hơn một điểm. Cho nên các em không được nhầm lẫn là tiếp tuyến của đường cong là đường thẳng chỉ giao với đường cong tại duy nhất một điểm đâu nhé. Chúng ta phải hiểu theo hướng tiếp tuyến của đường cong tại điểm M0 chính là hình ảnh của các tuyến M0M này khi điểm M rất rất gần điểm M0. Định nghĩa đạo hàm của chúng ta nó có liên hệ gì với tiếp tuyến của đường cong này tại điểm M0? Nó sẽ có một sự liên hệ rất là kỳ diệu, một lúc nữa các em sẽ hiểu. Khi nghiên cứu về một đường thẳng, chúng ta cần biết là một điểm mà đường thẳng đó đi qua, ở đây, điểm đó chính là M0 rồi. Và chúng ta cần biết hệ số góc của đường thẳng đó. Hệ số góc của đường thẳng chính là gì? Thầy có một đường thẳng, giả sử như đường thẳng màu xanh nước biển như thế này. Thầy lấy một điểm ở trên đường thẳng mà thầy đang xét, mà điểm này có tung độ dương. Tung độ dương tức là nó nằm ở phía trên của trục hoành. Thầy giả sử ở đây, đó chính là điểm M. Thì chúng ta sẽ quan tâm đến góc. Chúng ta sẽ quan tâm đến góc hợp bởi tia M0M, tức là điểm mà có tung độ dương của chúng ta ở trên đường thẳng, hợp với trục hoành là trục OX. Như ở đây, nó chính là góc này. Và góc này nó cũng chính là góc ở đây của chúng ta. Thầy sẽ chuyển về vị trí góc ở đây cho chúng ta dễ quan sát. Tan của góc mà thầy đánh dấu ở đây nó được gọi là hệ số góc của đường thẳng và đường thẳng màu xanh nước biển thầy đánh dấu ở đây. Để tính được hệ số góc của đường thẳng này, chúng ta cần tính được tan của góc này. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, thầy đã dựng được đường thẳng qua M0 và song song với trục OX để thầy có được góc như thế này. Tiếp theo thầy sẽ dựng tiếp đường thẳng mà qua M và vuông góc với trục OX. Đường thẳng này sẽ giao với đường thẳng P của chúng ta ở đây, tại điểm đó là điểm G thầy đánh dấu ở đây. Như vậy thì chúng ta đã được tam giác M0 MG là tam giác vuông tại G. Như vậy thì tan của góc này, tan của góc M M0G này chính là đối là MG trên cho kề là M0G. Như vậy chúng ta cần tính tỷ số MG trên M0G. Các em hãy quan sát này. MG chính là gì? Đoạn màu đỏ đây. Và M0G chính là đoạn thầy đánh dấu cũng là màu đỏ đây. Như vậy chúng ta cần tính độ dài hai đoạn thẳng MG và M0G. Đoạn thẳng M0G nó sẽ có độ dài là gì? M0G, độ dài của nó trong trường hợp này thầy ký hiệu là delta x sẽ bằng xm trừ đi 0. Tọa độ x của điểm M thầy ký hiệu là xm trừ đi tọa độ x của điểm M0 thầy ký hiệu là x0. Chúng ta thấy là
M không G nó sẽ bằng độ dài của đoạn thẳng này trừ đi độ dài của đoạn thẳng này. Độ dài của đoạn thẳng này chính là độ dài của đoạn thẳng này và nó chính là tọa độ x của điểm M. Còn độ dài của đoạn thẳng này nó chính là tọa độ x của điểm M0, cho nên M không G nó sẽ có độ dài là delta x bằng xm trừ x0. Tương tự như vậy, thầy cũng tính được độ dài của đoạn thẳng MG. Thầy ký hiệu nó là delta y bằng im trừ y0. Nó cũng là tung độ của điểm M trừ đi tung độ của điểm M0. Thầy ký hiệu là y0 ở đây. Bây giờ chúng ta thấy ngay đó là tan của góc MM0G là góc chúng ta quan tâm ở đây. Nó sẽ là đối trên kẻ MG trên M0G. Nó chính là delta y trên delta x. Nhìn thấy tỷ số delta y trên delta x này, chúng ta thấy nó có liên hệ ngay với định nghĩa đạo hàm mà chúng ta vừa xét vừa rồi. Việc thầy làm cho điểm M dần tiến đến vị trí của điểm M0 để chúng ta nhận được tiếp tuyến của đường cong màu xanh lá cây tại điểm M0, nó cũng giống như là việc chúng ta làm cho hệ số góc của đường thẳng M0M hay là cắt tuyến M0M tiến dần đến với hệ số góc của tiếp tuyến của đường cong màu xanh lá cây tại điểm M0. Thầy gọi tiếp tuyến này là M0T. Khi điểm M này tiến dần đến M0 thì delta x của chúng ta cũng tiến dần đến 0. Vì vậy, từ đây chúng ta thấy là hệ số góc của tiếp tuyến M0T nó chính là giới hạn khi delta x tiến đến 0 của delta y trên delta x, hay nó chính là đạo hàm của hàm số y bằng fx, chính là hàm số của đồ thị màu xanh lá cây ở đây tại điểm x0. Vì vậy, đây chính là ý nghĩa của đạo hàm trong hình học. Chúng ta có thể tính được hệ số góc của tiếp tuyến của một đường cong phẳng tại một điểm ở trên đường cong đó. Thầy có định lý như sau. Định lý 1: đạo hàm của hàm số y bằng fx tại điểm x0 là nó chính là hệ số góc của tiếp tuyến M0T của đường cong C y bằng fx tại điểm M0 có tọa độ x0, y0. Các em hãy quan sát hình vẽ bên này. Để tìm được hệ số góc của đường thẳng màu tím thì ra ở đây, thì chúng ta cần tính đạo hàm của hàm số y bằng fx, chính là hàm số có đồ thị là đường cong màu xanh là cây ở đây, tại điểm x0 là hoành độ của điểm M0. Định lý 2: có hệ số góc của tiếp tuyến rồi thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị C tại điểm M0, x0, y0 nó sẽ là gì? Nó sẽ là y trừ y0 bằng f'y0, chính là hệ số góc của tiếp tuyến, nhân với x trừ y0. Đây là một công thức quen thuộc mà chúng ta đã học ở lớp 9. Đó là y trừ y0 sẽ bằng k nhân với x trừ y0. K chính là hệ số góc của đường thẳng và x0, y0 chính là tọa độ của một điểm mà đường thẳng nó đi qua. Y0 ở đây chính là fx0, giá trị của hàm số tại điểm y0. Bây giờ dựa vào những định lý này, các em hãy viết cho thầy phương trình tiếp tuyến của parabol y bằng x bình cộng 2 tại điểm hoành độ x0 bằng 2. Để viết được phương trình tiếp tuyến của parabol này tại điểm x0 bằng 2, thì đầu tiên chúng ta phải tìm được hệ số góc của đường thẳng. Nó chính là đạo hàm của hàm số tại điểm x0 bằng 2. Sau khi có hệ số góc rồi, thì chúng ta sẽ viết ngay được phương trình của tiếp tuyến. Như vậy, đầu tiên chúng ta phải tính y'2, tức là đạo hàm của hàm số tại điểm x bằng x0 bằng 2. Làm tương tự như các bước mà chúng ta đã làm vừa rồi. Thầy sẽ giả sử delta x là số ra của đối số tại x0 bằng 2. Delta y của chúng ta chính là f của x0 cộng delta x0 bằng 2, cho nên nó sẽ là f của 2 cộng delta x trừ đi f2. Bây giờ các em hãy tính cho thầy cụ thể xem biểu thức này là gì nhá. Chúng ta tính được biểu thức này sẽ là delta x bình phương cộng 4 lần delta x. Tiếp theo chúng ta sẽ lập được tỷ số delta y trên delta x và chúng ta tính giới hạn khi delta x tiến đến 0. Giới hạn này chính là đạo hàm của hàm số tại x bằng 2. Chúng ta tính được nó bằng 4. Và đây chính là hệ số góc của tiếp tuyến của parabol tại điểm có hoành độ x0 bằng 2. Chúng ta cần tính tung độ của điểm có hoành độ bằng 2, nó chính là y2 sẽ bằng 2 bình cộng 2 bằng 6. Đến đây,
Chúng ta viết được ngay phương trình tiếp tuyến của parabol tại M có tọa độ 26. Nó sẽ là y trừ đi 6 bằng 4 lần x trừ 2. Và nó tương đương với y bằng 4x trừ 2. Đây là quy trình để chúng ta viết được phương trình tiếp tuyến của một đường cong phẳng tại một điểm có hoành độ xác định. Đầu tiên chúng ta cần tính đạo hàm của hàm số tại điểm đó. Đạo hàm tại x0 chính là hệ số góc của tiếp tuyến của đường cong tại điểm có hoành độ x0. Có được hệ số góc rồi thì chúng ta sẽ viết được ngay phương trình tiếp tuyến của parabol như thế này. Như vậy thì các em đã hiểu được về ý nghĩa hình học của đạo hàm. Dựa vào định nghĩa đạo hàm tại một điểm thì chúng ta có thể tìm được hệ số góc của một đường cong phẳng tại một điểm xác định ở trên đường cong đó.